Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh có gần 800 ha rau màu cây ăn quả bị ngập do ảnh hưởng của bão số 7. Để khắc phục, bà con cần tích cực ra đồng, tập trung khôi phục sản xuất, áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại. Đối với rau màu, cần khẩn trương tháo nước nhanh, khơi thông dòng chảy giúp kiệt nước, không để nước ngập lâu trong ruộng gây thối cây, thối rễ. Đối với ruộng ngập nước trong thời gian ngắn, có diện tích rau mới trồng, bộ rễ chưa phát triển mạnh nên xới sáo nhẹ, phá váng, kết hợp trồng dặm các cây bị khuyết để đảm bảo mật độ. Đối với những diện tích sử dụng màng phủ, sau mưa có nắng, gió, cần vén màng phủ gần gốc cây để độ đất cho bộ rễ được thông thoáng, nước bay hơi nhanh hơn, hạn chế nấm vi khuẩn phát sinh gây hại cho rễ. Không phá váng ở diện tích rau màu đã lớn lúc vừa thoát nước ngập, nhất là những cây có bộ rễ phát triển. Như vậy, rễ cây bị xây sát, đứt rễ, tạo điều kiện cho nấm vi khuẩn xâm nhập, gây hại mạnh. Đối với cây ăn quả, sau khi nước rút khô sáo, tiến hành xới sáo quanh gốc cây nhằm phá váng ở lớp đất mặt, giúp đất thông thoáng. Vệ sinh vườn sạch sẽ và xử lý phôi bột trên toàn bộ diện tích nhằm để hạn chế nấm bệnh. Đối với những cây bị gãy cành, nghiêng ngả, long gốc, cắt bỏ những cành có góc vân cành hẹp, bị gãy để tạo điều kiện cho ánh sáng xuyên qua dễ dàng, tạo cho cây bật lộc non,